Từ thứ năm đến chủ nhật, lúc 19:45, không chỉ có tình yêu, không chỉ có lãng mạn, vượt xa những gì bạn từng xem. Diện mạo mới của phim truyện Hàn Quốc. Đây là một bộ phim đại diện cho Hàn Quốc. Một bộ phim vô cùng hồi hộp. Chưa bao giờ có những cảnh quay đẹp thế này. Bộ phim được đầu tư rất kỹ lưỡng. Sẽ có rất nhiều khán giả nam bị cuốn hút bởi bộ phim này. Phim truyền hình của Hàn Quốc được nâng lên một tầm cao mới. Đỉnh cao của phim truyền hình châu Á. Mật danh Iris. Bạn không thể bỏ lỡ.